Tụi con Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là Chủ nhật ngày 5 tháng 10. Em xin gửi đến mọi người một số cây cần câu bãi nhật. Và video này có một con máy nha mọi người. Máy là máy cối nông mô biên sóng. Một số cây cần thì có cần carbon và cần fib ạ. Carbon thì có cần xúp lục ISO, lưu, cần tay, cần dây trong, cần 3 khúc. Và một số cây cần fib thì có cần mini, cần lưu, cần súp. Và shop em là ở bên quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em số 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là sẽ được kiểm tra rồi thanh toán và bên em có ship toàn quốc. Đầu tiên em sẽ giới thiệu con máy số 1 là một con máy Biomaster Shimano GT9000 Spenso phiên bản đặc biệt ha. Cối là cối sóng, mô bin là mô bin sóng và con máy này là cốt trợ lực luôn nha mọi người. Trong máy thì còn cước mọi người. Ở bên ngoài thì nó là cước sợi dây PE rồi em thấy là có cước đó trong này nữa. Con máy được sản xuất tại Nhật, có 4 bậc đạn. Size nó 9000 nha mọi người, GT9000 ha. Có cốt trợ lực. Dòng này thì chuyên đánh lục ha. Mô bin nó là mô bin sóng và mình xài được hai tay luôn. Đây mọi người. Cốt trợ lực luôn ha. Đó. Rồi, con này là nặng 630g, mã số 1 nha mọi người, nặng 630g. Và giá là 1,2 triệu ạ, phi ship luôn nha mọi người, toàn quốc ạ. Đó, cối nó là cối sóng như thế này. Tay quay mình xài được hai tay. Cần gạt cước cũng còn tốt ạ. Rồi, con máy này là con máy số 1 và giá là 1,2 triệu. Tiếp theo là một cây cần súp. Cần súp Leader FV 425 EXT. Dòng này thì được sản xuất tại Trung, có cốt nô luôn nha mọi người. 23454, dòng này sản xuất tại Trung. Tem xuất Nhật. Lóng ngoài có trầy xước, có xước dâm như thế này. Phôi đỏ nha mọi người. Bát Fuji. Khoen là khoen Fuji đá sứ xích. Và khoen thì nó cũng có hơi bị không có phải còn mới đẹp lắm mọi người. Đó, nó cũng hơi bị xước cái phần sơn á mọi người. Còn lòng xích thì còn bóng đẹp nha. Còn khoen thì chân khoen nó cũng hơi bị trầy. Giống như là nó xước cái sơn chứ không phải là đẹp 100% nha mọi người. Bu nó là bu xích luôn ạ. Chiều dài là 4m25. Đọt 2 ly 4 nặng 400g. Khoen thì nó có hai khoen định vị. Cây này mà em rút thẳng ra đo thì nó hụt tầm 1-2cm gì đó mà nha mọi người. Thì nhiều khi mình rút ra chưa hết thôi. Chắc cây này thì cũng là không có có hụt nha mọi người. Nó vẫn còn đủ cái độ dài ha. Là 4m25. Đây. Định vị hai khoen. Phôi cần bên trong còn bóng đẹp. Bên ngoài có hơi xước li ti thôi nha mọi người. Bên trong là còn đẹp ha. Bên ngoài có hơi xước li ti. Dòng này là của hãng Si. Mã 2 giá 1,7 triệu á, free ship. Mã 3 là một cây cần ISO khoen nhỏ của hãng NFT. Cây này còn hợp luôn. Dài 2m9, có 4 lóng, nặng 140g. Đọt 0,8 ly, gốc 12,5 ly. Cây này cứng đọt số 3. Dòng này được sản xuất tại Nhật luôn nha mọi người. Cần thì ra cũng thẳng cần. Bát Fuji với bát 7. Dài 2m9, khoen Fuji. Đọt cây này
không biết với tháp không, nói chung à đọt cây này là đọt tháp nha mọi người. Tháp thì nói chung nó cũng có cái độ đàn hồi nè, trên này là đặc ha và dưới này là rỗng, nhưng mà cần ra thì nó cũng thẳng nha mọi người. So với cần tay thì cứng tầm 3H ha, nó là đọt số 3. Mã hàng số 3 giá 450 ạ, khi ship luôn nha mọi người. Tiếp theo là số 4 ạ, là một cây cần lưu 2 khúc. Cây này của hãng Asasian. Độ cứng ăn lờ dài 1m8. Máy ngang nha mọi người, cây này xài máy ngang, khoen là khoen hãng luôn. Cần còn mới đẹp, khoen hãng, bát hãng. Này là cần Trung Quốc xuất nhập nha mọi người. Lưu là 0.8 đến 5 gram, like là 5 tới 6 dB. 2 tới 6 dB ạ. Con này tải mát tầm khoảng 3 kg mọi người. Đọt nó 1 ly mốt ạ, độ cứng ăn L L mà nhìn như là UL mọi người. Mềm ha, như là UL thôi. Nặng 100g, mã số 4, giá 300.000, cây này free ship. Số 5 là một cây cần tay lóng dài, cây này là của hãng Daiwa. Dài 2m7, cứng đều. Cây này ngoại hình có cũ theo thời gian, có cũ xuống màu theo thời gian, và nó có tổng cộng là 3 lóng. Ngọn của nó là 0,9 ly. Ngọn là 0,9 ly. Phôi cần có cũ theo thời gian. Đó, lóng này cũng hơi cũ. Có trầy cũ theo thời gian nha mọi người. Cần ra thẳng ha, cứng tầm 3H. Cứng đều. Mã này là mã số 5. Nặng là 60g, giá 300.000, chất liệu cần là carbon ha. Số 6 là một cây cần tay lóng dài của Hàn Quốc sản xuất. Dài 3m6, cứng trung bình thôi. Cây này của hãng Dân Sinh. Carbon rod ha. Phôi cần thì còn đẹp, cứng trung bình thôi nha mọi người, còn cái nút luôn. Và cây này thì đọt của nó là 0,8 ly, nặng 70g. Nặng 70g. Có 4 lóng. Mã này là mã số 6, giá là 450. Mã số 7 là một cây 2m7 của hãng Suyumi. Đọt 1 ly rưỡi, nặng là 60g. Nặng 60g, cây này đọt nó to mọi người, đọt tới 1 ly rưỡi, cứng chắc đứng cứng đều ha, cứng đều tầm 3H mà đọt em thấy to. Cứng đều. Mã số 7 dài 2m7, giá 450. Mã 8 là một cây cần, cần này là nguyên của nó là cần tay mọi người, cần tay Rambo ha, Rambo dòng nội địa Nhật, dài 2m7, nhưng mà cây này bây giờ nó chế ha. Nó chế cần trợ máy. Và cần này em đo còn 2m3 thôi. Bát Fuji F6 nè. Nó chế trợ máy như thế này. Các cái đầu lóng thì nó có gắn mấy cái khoen tròn, giống như khoen Ikeda mọi người. Ngọn là 1 ly, nặng 80g. Ngay cái chỗ này nó dính keo thôi. Dính keo ở đây ha, hai đường ở đây. Có hơi xước sơ nha mọi người. Cân nặng của nó là 80g và thu gọn là 59cm, dài 2m3. Mã số 8 này giá của nó là 250. Mã số 9 là một cây cần ISO khoan nhỏ của hãng NFT, Bát Fuji. Tem xuất nhập. Bát là Bát Fuji. Dài 5m3 thì cây này em đo là 5m2, đọt số 1 ha mọi người, có 6 lóng nè. Dòng Volop Event. Còn cái nắp chụp luôn, khoen là khoen Fuji đá sứ xích. 3, 6, 9, 10 khoen. Bu xích luôn nha mọi người. Ngọn cây này là 0,9 ly, nặng 180g. Cây này đọt nó mềm. Dòng hai da nha mọi người. Nó có sấn vân như thế này, sấn vân chìm ha, có hơi trầy xước, thôi có hơi trầy. Cân nặng là 180g, mã số 9 giá 690 ạ. Mã số 10 là một cây 3 khúc,
cần Daiwa Holder Lock ha, dài 3 mét, cứng 30, carbon whisker, khoen đó là khoen Fuji. Và cây này là ngay cái đọt của nó là nó có đi lại mấy cái đường chỉ khoen ở đây mọi người. Khoen nguyên bản của nó là màu này ha, cái này nó đi chỉ đỏ nè, 2, 3, 3 khoen, 4 khoen. Và ở đây nó đi thêm một xíu nữa cho chắc khoen mọi người. Nhiều khi xài lâu ngày nó bị long khoen. Khoen là khoen Fuji, cần là xoắn ít như thế này. Bát là bát của hãng Daiwa luôn. Cứng 30, đọt 2 ly 2, nặng 340g. Và mã này là mã số 10, giá 550 phi ship. 550 ạ. 11 sẽ là một cặp cần lưu, chất liệu là carbon, gồm một cây máy ngang và một cây máy đứng. Cây máy ngang này là tay cầm là bằng cán gỗ bằng, khoen là khoen Fuji. Chiều dài là 1m65, 2 khúc Made in Korea, Lock Cider Case, khoen Fuji. Ngọn của cần là 2 ly, nặng 80g. Và cây này là 1m8. 1m8 là của hãng Afro ML, lưu là 4-14g, lay là 4-10lb, khoen là khoen hãng, bát là bát hãng luôn. Chất liệu cần là carbon nha mọi người, carbon trơn. Và ngọn của cần này là 2 ly 2, nặng 100g. Mã 11 là cặp này là giá là 450 nha mọi người. 12 sẽ là một cây 3 khúc, dây trong 3 khúc, bát là bát của hãng như thế này, dài 3m3, độ cứng 50. Inner throw, khoen là khoen luồng đá sứ xích ha, xích ring của hãng siêu star. Búa đây cũng bô xích luôn, siêu star Suzumi nha mọi người, Suzumi. Nhưng mà cái đá sứ này là thiết kế và sản xuất là bởi hãng siêu star ha. Ngọn của cần này 2 ly 6, nặng 430g, mã 12. Cây này ngoại hình cũng còn bóng đẹp, giá là 450, mã 12. 13 sẽ là một cây cần ASO khoen nhỏ nha mọi người. Cây này thì ngoại hình nó có hơi cũ theo thời gian. Bát Fuji FS7 của thương hiệu Daiwa, dài 5m4. Cây này bị hụt 40cm, em đo là còn có 4m ha. Đọt số 2 của Hàn Quốc sản xuất, mono carbon. Cái này về mình hạ cần tay, cái này em bị hư một khoen nha mọi người, về mình hạ cần tay mình xài. Hiện tại là nó còn dài 5m, ngọn nó là 1 ly 9 và nặng là 320g. Đọt nó là đọt tháp nè mọi người, và nó còn hụt, cái đọt nó tháp ở trên đây còn tầm khoảng 20cm thôi ha. Bị hụt cái đoạn tháp rồi. Rồi, và cây cần có cũ trầy theo thời gian, mã số 13, giá 280. Chất liệu là carbon nha mọi người, nãy giờ em giới thiệu là carbon ha. 14 cũng là một cây súp carbon, dài 4m5, 5 lóng của Hà, của Trung Quốc sản xuất, New Forest, bát Fuji FS7, khoen là khoen Fuji, khoen cái mình gặp được. Ngọn 2 ly 6, nặng 580g, cây này phôi nó dày và nó hơi nặng ha mọi người, phôi dày hơi nặng. Chất liệu là carbon trơn, khoen cái mình gặp được. Mã hàng số 14, giá 440.000. 15 là một cây cần ASO khoen nhỏ của hãng Suzumi, bát Fuji FS7, dài là 5m4, Suzumi tem vàng xuất Nhật, khoen Fuji. Ngọn nó là ngọn đặc 1,2 ly, nặng 260g. 1,2 ly, cây này carbon vân, trầy xước thì ít nha mọi người, lóng gần gốc thì có hơi trầy. Và cây này là mã số 15, giá là 360.000, chất liệu là carbon ạ. Tiếp theo một cây carbon nữa. 16 là cây lưu 2 khúc, dùng cho máy ngang. Cây này có bát Fuji, dài 2m1 nha mọi người. Light Tricket Game nè. Của hãng nào đây? Hãng Rovers. Cây này của hãng Rovers, khoen là khoen hãng ha, bát hãng luôn. Đọt của nó là nó tháp, đọt là đọt tháp ha, khoen hãng, bát hãng, bu hãng luôn. Đọt 1 ly 4 mọi người, cây này độ cứng của nó tầm L thôi. Tầm L ha, nó cũng mềm, nó tháp nó mềm ha mọi người. Khoen hãng và ngay cái phần chân khoen thì nó có hơi bị bong cái phần keo ra nha mọi người.
nặng 160g, mã 16, 360 cây này. Tiếp theo là mã 17, là một cây 2 khúc. 2 khúc là 2m1, độ cứng 50, chất liệu carbon. Các phần cây cầm ở đây là nó có gọt một đoạn như thế này. Cái này nó gọt một đoạn ha mọi người. Đó. Bát là bát Fuji, khoen Fuji. Khoen là khoen Fuji dạ quang. Dài 2m1, độ cứng 50 của hãng Alpha. Đọt của cần này là 2,8 ly, nặng 240g, chất liệu cần là carbon nha mọi người. Và cây này cây số 17 á, giá 500. 18 sẽ là một cây cần 6m, cây này là 6m3. Đọt số 3, ISO khoan nhỏ ha, cây này em đo là 6m. WIZZ là của Trung Quốc sản xuất nha mọi người. Trung Quốc có code luôn, 63391. Bát Fuji, khoen Fuji. Ngọn của cần là 1,4 ly, nặng 380g. Nặng là 380g. Cây này gốc nó 26 ly. Cái này nhìn thì không giống là bị hụt, mà lúc nãy em rút ra sao là bị thiếu 30cm luôn ta. Không biết có kẹt cái đoạn nào không. Đó. Nói chung là cây này là còn đẹp ha. Ngoại hình nó cũng đẹp nè mọi người. Nó có hơi dính vị cá sơ thôi. Gốc 26 ly, mã 18, giá 550. Rồi, 19 trở đi sẽ là một số cây phíp, một số cặp cần phíp cho mọi người tham khảo. 19 là một cặp súp phíp gồm một cây Daiwa 3m9, độ cứng 25, Hàn Quốc sản xuất, và một cây 3m9 Arocat là của Si nha mọi người, hàng Shimano ha. Cái này Daiwa còn đẹp lắm nè, bát Fuji với bát 7 khoen Fuji. Cứng 25, ngọn 2,4 ly, nặng 440g và nó có 4 lóng. Tiếp theo sẽ là một cây 3m9 là của Si luôn. Si ha. Bát Fuji FS7 khoen là khoen đá sứ, khoen cái mình gặp được. Ngọn cần 2,8 ly, nặng 500g. Cây này độ cứng cũng tầm 25 và nó có tổng cộng 4 lóng, ngoại hình thì cũng còn đẹp. Cặp này là cặp số 19, giá 500.000 một cặp phi ship ha mọi người. 20 là một cặp cần rút lỡ, gồm một cây 3m3 và một cây 3m6 nha mọi người. Cặp này là giá của nó là 350 ạ. Cây 3m3 cần hoàn thiện nha mọi người. Smile ship, khoen đá sứ, ngọn là 2,6 ly, nặng 260g, độ cứng tầm 20. Phôi cần còn đẹp. Và cây này của hãng Trista 3m6 của Trung Quốc sản xuất, dòng Kingston, bát hãng luôn. Phôi cần cũng còn đẹp, khoen đá sứ hãng có 5 khoen. Ngọn của cần 3 ly, nặng 350g, độ cứng tầm 20-25. Phôi còn đẹp. Và hàng này là bao lỗi luôn nha mọi người. Hàng là hàng hoàn thiện ha. Mã số 20, giá 350. 21 là một cặp lưu phíp, gồm một cây ngang và một cây đứng. Cây máy đứng dài 1m6. Cây này câu tôm, đọt 0,8 ly thôi mọi người, nặng 140g, bát vặn như thế này. Trung Quốc sản xuất ha mọi người. Dài 1m65 mà cây này em đo 1m6 thôi. Cây này là đọt cần đặt ha mọi người. Cần đặt nguyên cần luôn, và đọt của nó là đọt tháp, rất là mềm luôn, giống như đọt Ikeda luôn. Cái này câu rất là cảm giác luôn. Nặng 140g và cây này là 1m65, máy ngang, tay cầm là mút, bát hãng. Cây này của hãng nào đây? Của hãng Tepco gì đây mọi người. Đó. Trên cần thì cái thông số nó không còn trầy hết rồi. Khoen là khoen hãng luôn. Chất liệu là phíp, ngọn 2,4 ly, nặng 120g. Mã 21 ha. Cặp này giá 200.000 ạ. 22 là một cặp mini. Cặp này giá 230. Gồm một cây 1m8 và một cây 2m1. Thu gọn thì có 46 và 48,5cm thôi. Mình bỏ vừa cấp xe ha. Bát vặn như thế này. Cây này 1m8 khoen hãng luôn. Và khoen còn đẹp. Đọt 1,8 ly, nặng 100g. Và cây này thu gọn 46cm. Đọt đặc cứng tầm khoảng 15-20. Và cây này 2m1. Class Rose của Trung Quốc sản xuất, OGK, bát hãng, tay cầm là bằng mút, khoen đá sứ, có hơi bị cũ theo thời gian một chút xíu à. Đầu bu này hơi rỉ nhẹ. Đọt đặc 1,7 ly, nặng 140g. Cây này thu gọn 48,5cm, độ cứng cây này tầm khoảng 15-20. Và cặp cần này là giá 230, cặp 22. Phi ship toàn quốc và mọi người được kiểm tra rồi thanh toán tiền.
Mọi người yêu thích mã nào thì cứ nhắn tin cho em nha. Em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người ạ.